Tử vi tuổi Bình Tý 1996, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt để hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người sinh năm Bình Tý thường có tính cách lạc quan, vui vẻ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, Bình Tý không hề nao núng hay chùn bước. Họ luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình, đồng thời cũng rất nhạy cảm, trực giác tốt, có trí tưởng tượng phong phú. Bên ngoài họ có vẻ dè dặt, kín đáo, nhưng thực ra lại rất dễ gần, dễ kết thân và có nhiều bằng hữu. Họ cũng rất coi trọng các mối quan hệ với người thân, bạn bè. Đôi khi họ có thể soi mói hay phàn nàn và khó tính, nhưng họ cũng yêu tiền và giỏi kiếm tiền. Theo các chuyên gia phong thủy thì thời điểm 2021 là thời điểm bứt phá của tuổi Bình Tý. Bởi trong năm 2020, do bị thái tuế kìm kẹp khiến mọi thứ trong cuộc sống đều trì trệ, không phát triển là bao nhiêu. Cộng thêm dịch bệnh khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn. Chính vì vậy trong năm 2021, nhiều điều bất ngờ đến với tuổi Bình Tý. Sự nghiệp phát triển do có quý nhân phù trợ, đầu tư, kinh doanh đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, tiền tài dư giả, tiền nhét chật két. Vậy trong ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về tử vi của tuổi Bình Tý. Ở video này, chúng tôi sẽ nói về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của tuổi Bình Tý trong 6 tháng cuối năm. Vận trình của tuổi Bình Tý trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bạn tuổi Bình Tý sinh năm 1996 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi của các bạn tuổi Bình Tý trong nửa cuối năm 2021 thì các bạn sinh năm 1996 có một khoảng thời gian dài đầy triển vọng. Các bạn còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân. Mối nhân duyên tốt đẹp cũng giúp các bạn làm quen được với nhiều bạn bè tốt, có tác động tích cực đến sự nghiệp. Các bạn còn độc thân cũng nhận được sự quan tâm, chú ý từ người khác phái. Các bạn có cơ hội thành đôi với người mình yêu mến. Tuy nhiên, trong thời gian này cần lưu ý tình trạng sức khỏe của các bạn không được ổn định. Không nên cậy rằng mình còn trẻ mà sinh hoạt thiếu điều độ. Ngoài ra, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Bình Tý nên luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bạn tuổi Bình Tý trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy các bạn tuổi Bình Tý đang làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp, có nhiều cơ hội phát triển trong thời gian này. Các bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng, giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, các bạn nhận được sự quan tâm, dìu dắt của cấp trên cũng như những người có kinh nghiệm. Cho nên các bạn cần nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến tương lai sau này. Đặc biệt, để kích vượng vận thì các bạn tuổi Bình Tý cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên, địa,
Nhân sẽ giúp các bạn tuổi Bính Tý kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho các bạn trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của các bạn tuổi Bính Tý trong nửa cuối năm 2021 khá ổn định. Một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, cải thiện chất lượng của cuộc sống. Với những bạn đang có ý định đầu tư, kinh doanh trong thời gian này thì các bạn nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm. Các bạn không nên nghe theo những lời rủ rê lôi kéo của người không đáng tin cậy. Ngoài ra, để kích hoạt tài lộc, các bạn tuổi Bính Tý cần mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Vòng tay sẽ nghênh đón quý nhân bảo vệ, tương trợ các bạn trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Đồng thời còn giúp cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bạn tuổi Bính Tý trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, nữ mệnh tuổi Bính Tý có số đào hoa hơn nam mệnh. Các bạn thường xuyên nhận được sự động viên, quan tâm chăm sóc đến từ người khác giới. Các bạn hãy chú ý giữ mối quan hệ với những người khác phái. Các bạn có thể gặp được người mà mình luôn tìm kiếm đã lâu. Nam mệnh cũng không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, các bạn hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương. Đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Còn với các bạn đã lập gia đình, về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà. Đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Ngoài ra, để kích hoạt tình duyên, thầy phong thủy khuyên các bạn tuổi Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, kích hoạt tình duyên và vận đào hoa cho các bạn trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của các bạn sinh năm 1996 về cơ bản là tốt. Các bạn nên duy trì sinh hoạt điều độ, chú ý rèn luyện thể thao để có năng lượng bắt tay vào làm bất cứ điều gì mà mình mong muốn. Ngoài ra, các bạn nên hạn chế các món ăn quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ để tránh gây hại cho dạ dày. Đặc biệt, để có thể giúp các bạn hóa giải những vận xấu, thầy phong thủy khuyên các bạn tuổi Bính Tý hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng là pháp khí của nhà Phật giúp các bạn xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Bát bảo tâm kinh sẽ trở thành một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bạn tuổi Bính Tý trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bạn tuổi Bính Tý trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của các bạn qua phần tiếp theo của chương trình tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Bính Tý may mắn có tam hợp quý nhân phù trợ, lại thêm quan ấn tương sinh, rất có lợi cho công việc làm ăn. Nhờ điều đấy mà khó khăn trong công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Sức khỏe của các bạn trong thời gian này cũng được cải thiện đáng kể, người ốm nhanh khỏi bệnh, nhất là những anh ấy vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Có điều, các bạn cần thận trọng khi đi xa, đề phòng tai nạn, xe cộ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Sức khỏe của các bạn tuổi Bính Tý trong tháng này có phần giảm sút, nhưng bù lại, công việc tiến triển khá thuận lợi, chuyện kinh doanh, đầu tư thuận lợi hơn trước. Trong tháng 8 âm lịch, các bạn sẽ thu về không ít tiền lãi. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Sang tháng 9 âm lịch, chính tài đừng vượng. Chỉ cần các bạn tuổi Bính Tý tập trung làm tốt công việc hiện tại thì các bạn cũng kiếm được bộ tiền. Đây cũng là thời điểm các bạn có thể mở rộng quy mô công việc. Nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới, cũng có thể thử sức. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi có cho thấy áp lực tiền bạc trong tháng là khá lớn. Các bạn tuổi Bính Tý kiếm tiền không dễ dàng, phải nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường mới có thể đạt được mục tiêu. Điểm sáng trong tháng là vấn đề sức khỏe được cải thiện, dù cuộc sống áp lực là thế, nhưng chỉ cần các bạn suy nghĩ tích cực, không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Do chịu tác động của lưu nguyệt thái tuế, tháng này các bạn tuổi Bính Tý có chút áp lực về tinh thần,
Theo đó, tình cảm và gia đạo gặp không ít rắc rối, đổi lại có quan ấn tương vượng. Công việc của các bạn tiến triển tốt, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng giá trị. Bản thân vừa có tiền bỏ túi, lại vừa được cấp trên trọng vọng để bạn thăng tiến. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Nhìn chung vận trình tháng cuối cùng của năm Tân Sửu trôi qua khá nhẹ nhàng đối với các bạn tuổi Bình Tý. Được lục hợp quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, thậm chí xuất hiện bước nhảy vọt mới. Chuyện làm ăn gặp thời, gặp vận, lại thêm quý nhân phù trợ nên nhiều cơ hội kiếm tiền. Từ giữa tháng vận khí vượng, tiền đổ về túi của các bạn ầm ầm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bạn tuổi Bính Tý trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi. Thứ nhất, sao hạn của các bạn tuổi Bính Tý. Các bạn nam tuổi Bính Tý trong 6 tháng cuối năm 2021 may mắn được các tinh thái âm chiếu mệnh. Người xưa thường nói, cặp sao này chiếu cuộc sống thêm phần vui vẻ, hài hòa, toại nguyện những ước mơ đang ấp ủ hoặc kế hoạch đang xây dựng. Ngoài ra, thái âm còn tốt cho tài lộc, thúc đẩy kinh doanh phát tài, buôn may bán đắt. Tuy nhiên, các bạn nam cần chú ý hạn diêm vương trong thời gian này. Hạn diêm vương, các bạn cần chú ý đề phòng mất cắp tiền bạc hoặc tình cảm lứa đôi bất hòa, có thể vướng thị phi kiện cáo. Tuy nhiên, diêm vương lại mang tới vận may tài lộc, hợp cho việc bắt đầu buôn bán, kinh doanh. Còn đối với các bạn nữ tuổi Bính Tý trong thời gian này lại bị hung tinh thái bạch chiếu mệnh. Có câu, sau thái bạch quét sạch cửa nhà, ý chỉ đây là đại hung tinh gây hao tài, tiền của. Khi có sau này chiếu trong gia đình, bố mẹ công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Bên cạnh đó, các bạn còn chịu tác động của hạn thiên la. Hạn này chủ về đau ốm không khỏi, khó tìm ra nguyên nhân bệnh đến từ đâu. Nhiều người cho là bệnh đều do quỷ ma quấy phá. Sức khỏe còn bị giảm sút, tinh thần xuống dốc, chuyện học hành, công việc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thứ hai, luận hung can niên vận sau tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cùng mệnh của các bạn tuổi Bính Tý trong thời điểm này bao gồm sao Thiên Mã, báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Và sao Điều Khách mang điểm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung Tam Hợp lại quy tụ nhiều sao xấu như Tăng Môn, Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tăng chế. Cung xung chiếu thì gồm có các tinh thiên phúc, long trì, thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng các hung tinh tuần, triệt, quan phù, thiên khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bạn tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.